Đợt dịch thứ tư bùng phát khiến cho huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang phải thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện. Nhiều khu dân cư phải cách ly y tế để phòng chống dịch. Trong khi đó, hiện đang là thời điểm của một số loại nông sản của bà con vào vụ thu hoạch. Song song với nhiệm vụ hàng đầu là dồn tổng lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19, thì việc hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản cũng là một bài toán được đặt ra vào lúc này. Với sự đồng hành của các bạn đoàn viên thanh niên, điểm bán hàng hỗ trợ tiêu thụ nông sản này mỗi ngày tiêu thụ khoảng vài tấn dứa của bà con xã Hương Sơn. Nhiều người dân sẵn lòng ủng hộ hoạt động ý nghĩa này. Con gái nhà cô bảo là thôi mẹ ra đấy thấy thì mẹ mua hộ các anh các chị. Thì cô lúc này cô đi qua được cô mua đồ xong cô quay lại được cô mua thật. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cũng như là phối hợp tổ chức bán tại các cái điểm từ 2 đến 3 điểm khác trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó là phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội ở các huyện, thành phố lân cận trong địa bàn tỉnh để tổ chức bán tại các điểm ở ngoài huyện. Hương Sơn là vùng trồng dứa lớn nhất của huyện Lạng Giang với sản lượng 100 tấn mỗi năm. Nhiều diện tích dứa đang chín rộ đúng thời điểm giãn cách xã hội khiến cho việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Huyện đoàn đã phối hợp với hội nông dân huyện và một doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Vôi đứng ra hỗ trợ bà con tiêu thụ với giá thu mua từ 8 đến 9 nghìn đồng 1 kg. Công tác khử khuẩn trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ được đặc biệt chú trọng. Cùng với thực hiện giãn cách xã hội, nhiều chợ ở Lạng Giang cũng đã phải đóng cửa khiến cho đầu ra các loại nông sản của bà con khó khăn hơn. Trong khi đó, không chỉ riêng cây dứa, một số loại nông sản khác trên địa bàn huyện như ngô, dưa cũng đã đến kỳ thu hoạch. Các ngành đoàn thể phối hợp với các doanh nghiệp, rà soát cái nhu cầu của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó là tuyên truyền vận động, ủng hộ cho người dân trong cái vùng mà phải giãn cách y tế, thành lập các cái điểm giải cứu hàng nông sản cho bà con, đặc biệt là dịp này là dứa, dưa để tiêu thụ giúp bà con trong các cái vùng mà bị giãn cách y tế. Cùng với các giải pháp của huyện, việc chung tay đồng hành của người dân lúc này là rất ý nghĩa để giảm bớt áp lực trong việc tìm đầu ra cho nông sản trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay.